Chiều ngày 24 tháng 3, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về việc khởi tố bắt giam 3 đối tượng mang quốc tịch Malaysia về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiều ngày 12 tháng 3, đơn vị nhận tin báo của sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh trình báo bị một số đối tượng đưa sang Việt Nam giam lỏng tại một tòa nhà, đồng thời cưỡng ép thực hiện việc giả danh cơ quan chức năng Indonesia như là công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia, yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. Bàn giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phòng quản lý xuất nhập cảnh, phòng an ninh điều tra phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra vụ việc. Căn cứ vào nội dung trình báo của 30 công dân Indonesia, Công an xác định số người này bị giam lỏng tại một căn nhà trên đường Bình Quế, phường 28, quận Bình Thạnh. Khi công an ập vào kiểm tra thì các đối tượng quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nhóm này đang thuê phòng tại khách sạn Tân Sơn Nhất trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận và đã mua vé máy bay để bỏ trốn khỏi Việt Nam vào chiều ngày 13 tháng 3. Khi nhóm này đang mang đồ chuẩn bị ra sân bay thì công an phát hiện và đưa Lipun Kiat, sinh năm 1987, T. Jensen, sinh năm 1994, Lipun Leon sinh năm 1991, Thong Jun sinh năm 1991, Bun Suk Jin sinh năm 1995, Gan Ban sinh năm 1981 về trụ sở cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Tại công an, Lee Bun Kiat khai thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam. Sau đó, 30 người này được chia thành 6 nhóm. Nhóm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11 năm 2022, nhóm gần nhất đến Việt Nam vào ngày 10 tháng 3 năm 2023. Khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 công dân Indonesia đã bị các đối tượng thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà ở quận Bình Thạnh. Quá trình này, các đối tượng không cho ra ngoài, sau đó bị cưỡng ép thực hiện theo kịch bản giả danh cảnh sát công tố viên Indonesia gọi điện thoại cho nhiều người dân ở Indonesia, yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. Công an xác định Lidbun Kiat đã nhờ vợ là L, sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, ngụ quận Bình Thạnh, thuê căn nhà ở quận Bình Thạnh với giá 109 triệu đồng một tháng và một căn nhà trên quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân với giá 150 triệu đồng một tháng để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng: Lip Bun thông Thong Jun Gan Ban về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo điều 348 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố chứng cứ, đồng thời phối hợp tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol và Hiệp hội tư lệnh cảnh sát các nước Đông Nam Á ASEANPOL mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.